Thì chào các em, hôm nay thầy sẽ dạy tiết 2, bài số 2, phép tính tiến, tính chất thứ hai. Tính chất thứ hai được phát biểu như sau: phép tính tiến biến đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng với nó. Phép tính tiến biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng bằng nó. Phép tính tiến biến tam giác thành tam giác bằng nó. Phép tính tiến biến đường tròn thành đường tròn có cùng bán kính. Bây giờ thầy sẽ tiến hành mô tả từng tính chất một và thầy dùng định lý một để giải thích cho những tính chất này. Bây giờ trước hết thầy mô tả phép tính tiến biến đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng với nó và làm sáng rõ và sáng tỏ vấn đề này. Thầy cho một vector V vào một đường thẳng D. Trên đường thẳng D thầy lấy một điểm M và thầy gọi M phẩy là ảnh của điểm M qua phép tính tiến vector V, nghĩa là vector M M phẩy bằng vector V. Bây giờ thầy cho điểm M thay đổi trên đường thẳng D thì mình thử xem điểm M phẩy chạy trên những đường nào. Như vậy chúng ta thấy điểm M phẩy chạy trên một đường thẳng song song với đường thẳng D. Thì gọi ảnh của đường thẳng D là đường thẳng D phẩy. Bây giờ chúng ta sẽ làm sáng tỏ điều này. Thầy sẽ lấy trên đường thẳng D một điểm M, N và thầy gọi N' là ảnh của điểm N qua phép tính tiến theo vector V. Thì theo định lý 1, vector M' N' sẽ bằng vector MN. Mà vector M'N' bằng vector MN thì giá của vector M'N' và giá của vector MN song song hoặc trùng nhau. Vậy D' có thể song song với D hoặc D' có thể trùng với D. Như vậy chúng ta giải thích được phép tính tiến biến đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng với nó. Thì bây giờ thầy giải quyết vấn đề thứ hai là khi nào đường thẳng D trùng với đường thẳng D phẩy. Các em quan sát hình sau: D trùng với D phẩy tức là phép tính tiến biến đường thẳng D thành chính nó khi giá của vector V cùng phương với đường thẳng D. Như vậy thầy đã giải thích được cho các em phép tính tiến biến đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng với nó dùng tính chất một. Thì bây giờ nếu thầy cho một đường thẳng D và một vector V thì muốn dựng ảnh D phẩy thì chúng ta làm thế nào? Chúng ta làm hai cách. Cách thứ nhất là chúng ta lấy trên đường thẳng D hai điểm M với N và tìm ảnh M phẩy với N phẩy. Sau đó đường thẳng đi qua M phẩy N phẩy chính là đường thẳng D phẩy, là ảnh của đường thẳng D qua phép tính tiến vector V. Hoặc cách thứ hai thì thầy trình bày như sau: thầy lấy một điểm M thuộc D, sau đó thầy tìm ảnh M phẩy của điểm M
qua phép tinh tiến theo vector V. Và khi đó thì đường thẳng D' là ảnh của đường thẳng D qua phép tinh tiến vector V thì nó đi qua M' song song hoặc trùng với đây. Như vậy các em có hai cách xác định đường thẳng. Thầy trình bày cách xác định đường thẳng khi lấy một điểm. Bây giờ chúng ta qua cái giải thích thứ hai là phép tinh tiến biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng bằng nó, thì tính chất này đã nói ở trong tính chất một rồi cho nên thầy không nhắc lại nữa. Bây giờ ta qua giải thích vì sao phép tinh tiến biến tam giác thành tam giác bằng nó. Bây giờ thầy cho một vector V và thầy cho một tam giác ABC. Thầy xác định ảnh của điểm A là điểm A phẩy, B là B phẩy, C là C phẩy. Bây giờ ta sẽ chứng minh phép tinh tiến biến tam giác ABC thành tam giác A phẩy, B phẩy, C phẩy và hai tam giác này bằng nhau. Vì phép tinh tiến biến A thành A phẩy, biến B thành B phẩy, do đó đoạn thẳng A phẩy B phẩy bằng đoạn thẳng AB theo tính chất 1. Tương tự A phẩy C phẩy bằng AC, B phẩy C phẩy bằng BC theo tính chất 1. Vậy hai tam giác ABC và A phẩy B phẩy C phẩy có ba cạnh bằng nhau cho nên nó bằng nhau. Bây giờ thầy thay đổi một cái vector bằng vector V mà có điểm gốc và điểm ngọn lần lượt nằm trên các cạnh AB và A'B' để các em xem hoạt nào của vector này. Như vậy thầy đã trình bày xong cho các em phép tinh tiến biến tam giác thành tam giác bằng nó. Bây giờ thầy qua làm sáng tỏ vấn đề tiếp theo là phép tinh tiến biến đường tròn thành đường tròn có cùng mặt kính. Đầu tiên thầy cho một phép tinh tiến theo vector U. Thầy cho một đường tròn tâm O. Trên đường tròn tâm O thầy lấy một điểm M. Thầy tìm ảnh của đường tròn của tâm O thì tìm ảnh của tâm O qua phép tinh tiến vector U là điểm O phẩy. Như vậy là vector U và vector O phẩy là bằng nhau. Và thầy gọi M phẩy là ảnh của điểm M qua phép tinh tiến theo vector U. Bây giờ thầy thay đổi cho điểm M thay đổi, tức là chạy trên đường tròn tâm O, thì chúng ta xem thử điểm M chạy trên đường nào. Chúng ta thấy nó chạy trên một cái đường tròn tâm O phẩy bằng cái đường tròn có bán kính bằng đường tròn tâm O. Bây giờ giải thích vì sao như vậy. Bây giờ thầy giải thích phép tinh tiến theo vector U biến M thành M phẩy, biến tâm O thành tâm O phẩy, do đó đoạn thẳng M phẩy O phẩy bằng đoạn thẳng MO, cho nên hai đường tròn tâm O và O phẩy có cùng bán kính, nghĩa là phép tinh tiến biến đường tròn thành đường tròn có cùng bán kính. Bây giờ chúng ta sang
một cái tiết tiếp, tức là một ba lớn biểu thức tọa độ. Của phép tinh tiến. Trên hệ trục tọa độ OI thầy cho vector M, M phẩy bằng vector V. Vector V có tọa độ AB. AB được xác định như hình vẽ này các em. Với mỗi điểm M tôi gọi là tọa độ XY, và ta có M phẩy gọi có tọa độ X phẩy Y phẩy là ảnh của M qua phép tinh tiến theo vector V. Thì khi đó ta có hệ thức đó là vector M, M phẩy bằng vector V. Mà hai vector bằng nhau thì hoành độ bằng hoành độ và tung độ bằng tung độ và ngược lại, có nghĩa là vector M, M phẩy bằng vector V khi và chỉ khi hoành độ của vector M, M phẩy bằng hoành độ của vector V. Mà hoành độ của vector M, M phẩy là bằng x phẩy trừ x, hoành độ của vector V là A, vậy ta có x phẩy trừ x sẽ bằng A. Tương tự như vậy, tung độ của vector M, M phẩy là bằng y phẩy trừ y, mà tung độ của vector V thì bằng B. Vậy ta có y phẩy trừ y bằng B. Từ đây mình sẽ biến đổi x phẩy bằng x cộng A, y phẩy bằng y cộng B, tức là mệnh đề này tương đương với mệnh đề. X phẩy bằng x cộng A và y phẩy bằng y cộng B. Biểu thức này các em này, người ta gọi là biểu thức tọa độ của phép tinh tiến. Các em nhớ biểu thức này để giải toán, em thuộc biểu thức này để giải toán. Chúng ta sẽ làm toán tọa độ của phép tinh tiến rất là nhiều, cho nên buộc chúng ta phải thuộc. Như vậy thầy nhắc lại, trong biểu thức tọa độ của phép tinh tiến, tọa độ M phẩy, tọa độ x phẩy y phẩy là bằng x phẩy sẽ bằng x cộng với A, y phẩy sẽ bằng y cộng với B. Bây giờ vận dụng cái biểu thức tọa độ này, chúng ta đi giải quyết một cái ví dụ sau. Trong mặt phẳng tọa độ OI cho vector V 1 2, tìm tọa độ của M phẩy là ảnh của M 3 âm 1 qua phép tinh tiến vector V. Số 1 này là A, số 2 này là B, số 3 này là X, số âm 1 này là Y. Thì bây giờ mình phải gọi cái tọa độ của điểm M phẩy là ảnh của điểm M qua phép tinh tiến theo vector V. Bây giờ chúng ta giải phép tinh tiến theo vector V, điểm biến điểm M tọa độ 3 âm 1 thành điểm M phẩy có tọa độ x phẩy y phẩy. Thế thì ta sẽ có
x phẩy bằng 3 x cộng với a tức là cộng với 1, y phẩy sẽ bằng y cộng với b tức là âm 1 cộng với 2. Kết quả bằng x phẩy bằng 4 và y phẩy bằng 1. Vậy ta kết luận điểm M phẩy có tọa độ 41. Khi làm xong bài toán này thì các em nên kiểm tra là vector M, M phẩy có bằng vector V không? 4 trừ cho 3, 1. Hoành độ vector V cũng 1. 1 trừ cho trừ 1 là bằng 2, là bằng tung độ của vector V. Vậy đáp số M phẩy tọa độ 41 là một đáp số đúng. Như vậy thầy đã giải xong một ví dụ ứng dụng của biểu thức tọa độ, và thầy cũng đã mô tả và làm sáng tỏ tính chất 2 dựa vào tính chất 1. Đó là những tính chất cơ bản của phép tính tiến. Cuối cùng thầy cảm ơn các em đã theo dõi bài học này. Thầy chúc các em luôn luôn học giỏi. Hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo. Chào tạm biệt các em.